Hello, xin chào tất cả các anh em đã trở lại với channel của mình nha. Thì mới tình hình thì mình đã cập nhật được một cái tool, nó mới cập nhật. Thì giờ mình sẽ tiến hành test cho tất cả các anh em cùng xem. Thì cái tool này thì mình nghĩ là đâu là để nhập được tài khoản anh Cloud Bipass mà để nhập được không cả anh Cloud. Còn thông báo thì mình cũng không biết nữa. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn test cái tool này thử. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải là do Jack Mate. Máy là iOS 13.7 nha anh em. Anh em nào mà lên 13.14 chấm thì sẽ không còn giao giác được và cũng chắc chắn là sẽ không đi bán được nha anh em. Nên anh em hãy hạ xuống 13.7 để mà muốn giao giác. Rồi sau khi tất cả các anh em đã bypass xong thì chúng ta lại trở hệ điều hành Windows và giải ném cái tool này ra. Cái tool này thì mình sẽ để ở dưới cái video, các anh em tải về và giải ném ra. Đây là cái tool, còn đây là giải ném ra. Đấy. Rồi sau khi giải ném ra thì các anh em vào chạy cho mình là cái file DUI đây. Chạy dưới quyền là admin, rồi chọn Yes. Thì hiện tại là mới có phiên bản iOS 14. Thì phiên bản đó nó sẽ không reject được nha anh em, đồng nghĩa với việc là nó sẽ không bypass được. Nên anh em nào mà lỡ lên iOS 14 thì chúng ta hãy cấp lại iOS 13.7 nha anh em, nhanh tay chứ không là nó khó phong quay lại đây. Rồi, như vậy là sau khi chúng ta đã chạy cái tool này thì đây là cái giao diện của tool này. Đây, nó mới update thêm một đây nữa nha anh em, một đây là Fix anh Cloud là chúng ta có thể đăng nhập vào anh Cloud được. Đây thì cái tuần trước thì là 1.9 thì nó không có cái dòng này, thì giờ đây là phiên bản 2.0 rồi thì nó có dòng này. Rồi chúng ta tiến hành ấn vào để cho nó chạy, nó nhận dữ liệu và nó chạy. Rồi bây giờ công việc của chúng ta là chờ đợi và xem thành quả như thế nào. Anh Cano thì đăng nhập được, còn thông báo thì có không thì mình cũng không biết, để mình làm sơ mình sẽ test và tất cả anh em cùng coi nha. Sáu 10%. Rồi, nó đã vào được bên trong, nhưng mà chắc chắn nó sẽ cúp nguồn và nó khởi động lại. Công việc của anh em là bây giờ là chờ đợi. Tool này là hoàn toàn free nha anh em. Rồi, 90%. 10%, đón.
Rồi, như vậy thì đã báo 100% và thành công rồi nha anh em. Rồi như vậy thì cái tool này là nó đăng nhập được cái tài khoản cloud nha anh em. Đây đây mình cho anh em xem luôn. Đây tài khoản cloud của mình là mình đã đăng nhập được vào rồi nha. Rồi như vậy thì ok, để mình sử dụng một cái app nào đó để mình thì là có thông báo nha anh em. Như vậy thì là cái tool này thì nó chạy được tài khoản cloud, nó cho phép chúng ta đăng nhập được tài khoản cloud vào rồi. Rồi để mình tạo một cái app nào Zalo thử này xem nó có thông báo không. Nếu nó có thông báo nữa thì rất là ngon. Cala nha anh em, để nhập được qua này. Đây. Làm ra cái tool này nha anh em. Đấy. À. Mình nhập vào Zalo rồi nha anh em. Mình đếm hết mấy cái tắt ứng dụng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái khác mình gọi qua thử là xem nó có báo hay không. Như vậy thì nó không có thông báo nha anh em, nó chỉ đăng nhập được anh cloud thôi, còn lại thông báo là nó không được. Rồi như vậy thì mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Video này, cái tool này thì chỉ đăng nhập được tài khoản anh Cala. Đấy. Rồi, danh bạ nó tự đồng bộ luôn này. Rồi, như vậy thì video của mình kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay thì like và subscribe đăng ký của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Rồi, tạm biệt mấy bạn.